Mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ đến kênh. Trong video chia sẻ ngày hôm nay, chúng ta cùng tham gia vào một dự án airdrop đến từ Melvin, ăn chia cái tổng giải thưởng là 100.000 đô la nhé. Thì để tham gia vào dự án này thì trước tiên thì mọi người cần phải có một cái ví laptop. Thì dự án này nó sẽ sử dụng cái địa chỉ ví laptop. Thì để tải và tạo được cái ví laptop thì mọi người cần phải tải cho mình cái trình duyệt Kiwi về nhé. Thì được link tải ví mình có thể ở dưới phần mô tả. Thì sau đó thì mọi người sẽ vào đó và bấm theo đường link và tạo cho mình một cái ví laptop ở trên cái trình duyệt Kiwi nếu ai làm trên điện thoại. Nếu còn ai làm trên máy tính thì mọi người cứ tạo bình thường như chơi ở trên Google Chrome thôi. Rồi sau khi có được cái địa chỉ ví thì mọi người sẽ vào đường link airdrop để tham gia làm các nhiệm vụ. Đầu tiên thì mọi người sẽ đăng nhập vào kiểu mẫu và làm nhiệm vụ đầu tiên là join vào Discord này. Rồi mọi người sẽ chấp nhận lời mời và sau đó thì sẽ xác minh bằng cách là bấm vào cái dòng màu xanh nhé, tích vào ô vuông chọn hoàn thành này. Rồi ok, mọi người kéo sang phải để verify, bấm chọn vào verify này. Rồi sau đó đánh vào cái dấu này. Ok, còn gì nữa không? Rồi sau đó quay trở về cái biểu mẫu của mình và để kích chọn continue. Tiếp theo thì sẽ join vào Telegram. Rồi mọi người chọn join cho mình. Sau đó join này. Rồi sau đó bấm vào click here để xác minh này. Chọn start này. Và đây thì mọi người sẽ nhập kết quả nhé. Ok, quay trở về với biểu mẫu. Tiếp tục chọn continue. Rồi sau đó thì sẽ follow Twitter này. Rồi theo dõi này. Quay trở lại. Continue. Tiếp tục retweet lại cái bài đăng của nó. Ok, chọn retweet. Rồi chọn tweet lại. Sau đó kích chọn like và quay trở về biểu mẫu. Chọn continue. Rồi ở cái mục nhập địa chỉ ví này nhá, thì mọi người sẽ quay trở lại cái trình duyệt Kiwi cho mình. Đây này, mọi người sẽ tải cái trình duyệt Kiwi này về nhé. Rồi thì cái đường link tạo ví thì mình có rồi nhá, mình có để dưới phần mô tả. Thì sau khi tạo ví xong, mọi người bấm vào cái dấu 3 chấm đây. Ở đây thì nó sẽ có cái ví Ponton, tức là laptop đấy. Đó, thì mọi người sẽ bấm vào cái chữ Ponton laptop này. Mọi người sẽ đăng nhập vào và lấy địa chỉ ví nhé. Rồi sau khi đăng nhập, mọi người sao chép địa chỉ ví này và quay trở về cái biểu mẫu. Mọi người nhập địa chỉ ví vào đây. Rồi chọn continue. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia vào dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.